Can I call you Rose? Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Hello, xin chào các bạn, lại là Chanh và Quýt đây. Chuyến đi kỳ này, các bạn hãy cùng với gia đình Bất Ổn đi đến tham quan vùng đất tâm linh Châu Đốc, Hà Tiên nhé. Gia đình mình đi từ lúc 7 giờ tối mà 3 giờ sáng là đã đến nơi rồi. Hiện tại thì tụi mình đang ở chùa Bà Châu Đốc. Chùa Bà nằm bên cạnh núi Sam, là một di tích lịch sử gắn liền với đời sống tâm linh của người dân miền Tây. Cách đây 200 năm thì người dân ở Châu Đốc đã phát hiện ra tượng bà ở đỉnh núi Sam. Nhưng mà khi thỉnh bà xuống thì cần phải có 9 cô gái đồng trinh thì mới khiêng xuống được. Từ Châu Đốc đi thêm 100 km nữa là đã tới bãi biển Hà Tiên. Nãy giờ mọi người có thấy thiếu thiếu ai không nè? Đó chính là bà Chanh. Vì bà bận nên không đi được nên thôi chừa bả chỗ này nha. Rồi mọi người đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng gia đình Chanh và Wood đi trải nghiệm phao chúa là như thế nào nhé. Cùng cưỡi phao chúa xong pha ra biển thôi. Nghe lời các thành viên trong gia đình Bất Ổn kể lại á, thì khi mà mới bắt đầu người ta đã lái vun vút, chớp mắt là bờ biển đã dần biến mất. Xung quanh chỉ còn biển cả mà mênh mông nên mọi người không có dám buông tay. Ai cũng ráng nắm chặt dây hết trơn á, vì sợ rớt xuống phao là trôi đi mất tiêu. Đi phao chuối thì không thể bỏ qua tiết mục cuối cùng, đó chính là lật phao. Mami định nhảy xuống làm nàng tiên cá mà không ngờ lộn phép, do đi phao chuối nên biến thành cá là hán u một cục tinh chán luôn, ha ha. Bà Quýt với bà Cherry chưa thấy đủ đồ nên là quyết định đi thêm một cái sofa phao nữa. Khi này có mời Dung tham gia nữa nè. Người ta cùng bay. Này bay không chứ ngồi gì nữa. Mọi người thường thắc mắc là bãi biển Hà Tiên có tắm được không? Thì bãi biển Hà Tiên thật sự là tắm được. Chỉ là do bãi biển Hà Tiên nằm ở vùng đất được phủ đầy phù sa màu mỡ, cho nên nước biển ở một số bãi tắm sẽ có màu nâu nhạt một tí. Bù lại thì hải sản ở đây rất là ngon, và bãi biển cũng thoáng mát và ít đông người hơn so với những bãi biển ở vùng khác. Mọi người cũng có nhiều lựa chọn chơi những trò chơi cảm giác mạnh trên biển như nãy giờ tụi mình đang chơi nè. Giá cả ở đây thì cũng khá là ok luôn. Hey.
Phố đã lên đèn rồi, hãy cùng gia đình bất ổn trải nghiệm dịch vụ đi xe lôi, cùng ngắm nhìn thành phố về đêm của Hà Tiên như thế nào nhé. Vùng đất Hà Tiên đã có tên gọi như vậy từ thuở rất xa xưa. Người có công khai phá mảnh đất này chính là Mạc Kiểu, là người gốc Quảng Đông. Vì không muốn thay đổi tập tục của mình theo triều đại mới, nên là ông quyết định đặt chân đến vùng đất Hà Tiên và an cư lạc nghiệp ở đây. Quảng trường chuyên cá phố đi bộ, nói chung là nó ngay cái nhà bảo xanh nó ma nó hám nhiều quá. Ông Thiên Lôi ông mới quất một phố. Mà cái dừa đó là nó bảy ngọn, có trái bảy bảy ngọn luôn. Có trái đều luôn, nhưng mà cái ngọn nó ra không có đều. Bốn ngọn nó đã ra đều ra nha. Bốn ngọn nó cũng chặt bỏ cách nhà luôn. Đi đông vui vậy thì không thể thiếu tiết mục ăn chơi rồi. Alo. Như đã có đề cập từ trước, khi Mạc Cũ đã đến đây và xây dựng và phát triển vùng đất này thì đến năm 1708, nhận thấy vị thế mạnh của nhà Nguyễn trong cuộc chiến mở mang bờ cõi ở phía Nam, nên Mạc Cũ đã dâng vùng đất Hà Tiên cho nhà Nguyễn và được chấp thuận phong làm tổng trấn Hà Tiên. Và đây chính là đền thờ họ Mạc, có tên là Trung Nghĩa Từ. Người dân địa phương quen gọi đây là miếu ông Lịnh. Hai bên cổng có đề hai câu đối bằng chữ Hán Nôm. Trung Nghĩa và Thanh Trọng. Còn gia đình Chanh và Quýt thì đang phân tích xem là hai câu đối này có ý nghĩa là gì. Long hả? Ở giữa Trung Quốc rồi chữ Long á. Quốc Long, người nhớ dạy chữ gấp gáp là dịch được. Đây là bạn Dư Hấu đang ăn bắp khói nè. Để bà Quýt biểu diễn cho nè. Khu di tích Lăng Mạc Cửu thuộc quần thể di tích Bình Sang, được xếp hạng là khu danh lam thắng cảnh quốc gia từ năm 1989. Khu di tích bao gồm đền thờ, lăng Mạc Cửu cùng với 59 lăng mộ lớn nhỏ khác nhau là những người thân trong tộc và gắn bó với sự nghiệp dòng họ Mạc trên vùng đất Hà Tiên. Lăng và đền thờ được xây dựng vào năm 1735 đến năm 1739. Mặt tiền đền quay về hướng đông, nơi có núi Tô Châu với dòng sông Lưu Thủy Đông Hồ, lưng tựa vào vách núi hình vòng cung vững chãi. Bên trái là núi Bát Giác. Không bây giờ sợ cái triều đình thì có thôi, không có dùng đất Nam này, dùng đất Nam này thì quân Xiêm nó thường thường nó tới tấn công, quân Xiêm nó tới ăn rồi bắt đầu kêu chấn thủ ở đây, Phong Dương ở đây, Phong Dương là không phải Phong Dương rồi,
là tức là có quyền cha truyền con nối đó, còn phong đế là lớn lắm. Phong đế là vua, phong đế là... Hồi nãy ông ngoại của tụi mình mới lượt sơ về lịch sử nơi đây nè. Nãy giờ đi mệt quá, phải nạp năng lượng vào thôi. Sau đó chúng ta hãy đi địa điểm tiếp theo nhé. Chắc là ai trong chúng ta đều biết đến câu chuyện cổ tích Thạch Sanh Lý Thông. Thì đây chính là địa điểm đã gắn liền với sự tích đó. Trong câu chuyện Thạch Sanh Lý Thông đã có một đoạn miêu tả rằng công chúa Quỳnh Nga đã bị con đại bàng tinh bắt sống đi và giam giữ trong một hang động kỳ lạ. Thì đây chính là hang động được ví trong câu chuyện này, và Thạch Sanh đã đến đây để cứu công chúa. Nơi đây được người dân gọi là Thạch Động. Hang động có kiểu dáng kỳ bí với hình thù độc đáo. Lòng hang thì sâu thăm thẳm, đường từ hang xuống lòng đất được ví như là đường đi xuống địa ngục. Mỏm đá có hình như là con chim đại bàng. Có một đường từ lòng động thông lên trời. Vòng giếng trời ở trên hang chính là nơi mà đại bàng tinh đã thả công chúa xuống. Đã tới lúc tụi mình phải quay trở về rồi. Bên đối diện bên kia chính là cây cầu Mỹ Thuận 2 á. Đẹp phải không mọi người? Và video của tụi mình cũng tới đây là hết rồi. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nhé. Bye bye. Đừng quên bấm đăng ký kênh của tụi mình nữa nhé.